Hello, xin chào mọi người, chào mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Crazy Craft nha. Và ở những tập trước á, mình có qua thế giới kiến và tìm được những cái đồ ultimate này nè. Cho nên trong ngày hôm nay thì mình sẽ trở lại đó và cũng như là farm thêm một số vật liệu để chế tạo đồ ultimate tiếp nha. Và lần này mình sẽ mang theo một ít gỗ để có thể làm bàn chế tạo nè, cũng như là để craft đồ luôn. Bên cạnh đó thì mình sẽ mang thêm ít cái ngọc ender đi, nhiều khi lại cần ngọc ender để đập mấy cái spawner á. Và con nào còn thứ nào cần thiết để mình mang theo không ta? Thức ăn thì mình sẽ mang thêm ít cái bánh mì nè. Tầm đồ này thì chắc cũng đủ rồi đó. Và giờ thì chắc mình sẽ lên đường thôi. Còn cô bạn gái này thì mình chỉ có cách là cho cầm kim cương để ngồi ở nhà thôi. Chứ nếu mà mình không cho cầm kim cương á thì cứ đi theo mình qua mấy thế giới khác thì rất là nguy hiểm luôn. Rồi giờ thì mình sẽ tiến hành đi thôi. Và lần này mình rút kinh nghiệm á, mình sẽ mang theo tận 3 cây cung ultimate dự phòng nè. Hư cây cung này thì mình còn 3 cây khác để xây cua nữa. Rồi giờ thì đi vào thế giới kiến thôi. Và ngoài ra cái cây kinh nghiệm của mình giờ nó đã lớn và thỉnh thoảng nó sẽ rơi ra kinh nghiệm vào buổi tối ấy. Mình có thể ra đây để lấy kinh nghiệm thoải mái luôn. Và đây chính là đàn kiến nè. Mình sẽ vào thế giới kiến trắng đỏ đen đi. Đây kiến trắng đỏ đen nè. Một con lẻ rồi. Ui cẩn thận, lỡ mình ấn nhầm là chết luôn á. Trắng đỏ đen. Rồi. Đúng không? Ồ đúng rồi các bạn ơi. Và lần này mình xuất hiện ở đâu đây? Lần này mình xuất hiện khá là xa chỗ hôm trước các bạn ơi. Rất là xa luôn nè. Giờ thì chắc mình sẽ bay từ từ lên đẳng, sẵn đó tìm thêm coi có cái tòa thành nào không nha các bạn. Hướng là hướng trước mặt đúng không? Rồi, giờ mình sẽ biến thành tạm thời là con bướm đi. Và sau đó bay qua bên kia. Ở đây thì nó có rất là nhiều những cái hòn đảo bay như vậy nè. Nhưng mà ở trên này thì chỉ có mấy cái hoa thôi. Ui. Ồ, đây có một tòa tháp nè. 1, 2, 3, 4, 5. Ồ, tòa tháp này 5 tầng luôn. Vậy là nó giống cái tòa tháp bên kia các bạn ơi. Chỉ có 5 tầng thôi hả? Nghe nói hình như mấy tòa tháp 6 hay 7 tầng gì đó thì nó mới có nhiều đồ xịn. Nhưng mà thôi kệ, đây có 5 tầng thì quánh 5 tầng. Rồi xuống dưới này. Ui. Bình tĩnh nào, tầng này thì có mấy con khủng long T-Rex các bạn ơi. Mình sẽ biến thành nàng tiên đi. Tại vì nàng tiên thì vẫn biết bay nhưng mà mình được full máu luôn ấy. Chứ con bướm như vậy thì nó ít máu lắm. Nhiều khi mình bị chết ở đây như chơi á. Rồi giờ thì bắn nào. Quên nữa. Đập spawner lẹ. Để không thôi mình giết hết đợt này nó lại xuất hiện thêm một đợt nữa thì phiền. Rồi để coi mấy con T-Rex này nó có rơi ra Titanium cũng như là Uranium ingot không nha. Ồ có kìa, mấy con này có rơi ra. Ồ hay nha. Rồi xuống đây và nhặt mấy cái Titanium và Uranium đất ghét thôi. Đây nhặt vô. Wow. Ồ còn được T-Rex Torch nữa. Cái này hình như là công thức để chế tạo cái phần thân kiếm Big Beta này các bạn ơi. Tự cứu mèo luôn. Rồi giờ mình sẽ nhặt nốt cái số hạt Titanium và Uranium còn lại. Cũng như là trong đây chủ yếu là mấy cái tầng này nó cho mấy cái Reminer các bạn ơi. Hầu như mấy tầng đầu tiên lúc nào cũng cho Reminer hết á. Ở đây là đồ Emerald. Rồi giờ thì xuống cái tầng kế thôi nào. Cái cửa xuống tầng kế đâu ta? Đây, tầng kế đây, không biết con gì đây. Tầng kế này là lại là mấy cái khủng long hả? Nếu mình nhớ không lầm á thì những cái con khủng long như vậy thì nó sẽ không rơi ra, chứ có con T-Rex thì nó mới rơi ra thôi các bạn ơi. Và sẵn tiện đây thì mình sẽ đập cái spawner luôn. Rồi sau đó tiêu diệt hết đợt này thôi. Để kiểm tra coi phải con này nó không rơi ra Titanium và Uranium ingot không nhá. Dồn nó dùng một góc để tiêu diệt trước nè. Đúng rồi, nó rơi ra sắt chỉ với thịt zombie thôi hả, nó không rơi ra mấy cái thứ cần thiết cho mình rồi. Nãy giờ mình chỉ tìm được có 20 mấy cái hạt thôi, hai mấy hạt thì mình nén lại cũng tầm 2-3 cái phôi thôi các bạn ơi. Nên mình cần phải farm thật là nhiều á. Một cái đồ ultimate như vậy á thì cần khoảng 3. Cái áo là 3 nè, cái nón là cần 2 mỗi loại hả. Vậy cũng được, thì mình chỉ cần tìm thêm khoảng một cái tòa thành nữa thôi là đủ rồi đó. Rồi, ui nó còn rơi ra mấy cái mon scale nè, cái đó cũng chế tạo được áo giáp á nhưng mà mình chưa có cần đó. Nether star nè, sao nether luôn. Hay vậy, mấy con này cũng rơi ra sao nether nữa. Cái creeper launcher thì ở nhà mình có rồi nên mình sẽ không nhặt nhá. Rồi cái này coi, đồ experience, cái đồ này mình không biết công dụng nó để làm gì nữa, nhưng mình sẽ thử lấy về một set coi như thế nào nhá. Rồi giờ còn thiếu, ui
Fairy Shore, kiếm thần tiên luôn. Tuyệt vời, tuyệt vời. Mình sẽ tìm thêm một cái quần nữa cho đủ bộ nha. Coi coi có... Ui, nó thiếu cái quần mất tiêu rồi, cho kỳ vậy. Cho áo, cho giày, rồi cho nón mà không cho quần. Tầng này là tới con Basilisk hả? Ui, con này thì khó rồi, chắc mình phải dùng biện pháp dùng cái mắt ngọc Ender thôi, chứ giờ mấy con này nó làm chậm vậy sao mình ấy được. Phóng vô nè. Ui ui ui. Nó thấy nguy hiểm chưa? Mình phải phóng làm sao chui vô rộng á các bạn ơi, rồi đạp cái spawner thôi. Chứ vậy thấy không ổn rồi đó. Ui ui ui. Nó thấy không? Sao giờ ta mình còn có 13 cái thôi, cố lên nào. Ui ui ui, không được rồi. Tầng này có vẻ là mình phải đạp spawner trước mới được các bạn ơi. Nó cứ vay mình hoài gì không ổn đâu. Cố lên. Phóng vô, rồi, nằm yên trong đây rồi. Đó, vậy là mình đã đập được cái spawner. Và giờ mình chỉ cần tiêu diệt hết cái đám này rồi là loot đồ thôi các bạn ơi. Rồi, mình đã tiêu diệt hết cái mấy tên Basilisk rồi. Giờ thì mình sẽ bắt đầu nhặt đồ nhá. Cái này nó rơi ra một cái quần Emerald nè. À quên nữa, mấy cái con Basilisk này nó cũng có một cái vải hay sao á. Để mình tìm cái vải coi. Cái vải thì mà... Nè, vải nè. Đây, Basilisk Scale nè. được. Và nó có cái gì đây? Cái sẻng hả? Sẻng enchant luôn. Kiểm tra. Không bị phá vỡ 4. Chắc mình nghĩ mình sẽ thay sẻng kim cương bằng một cái sẻng Emerald đi. Tại vì nó có dòng không bị phá vỡ các bạn ơi. Rồi, giờ mình kiểm tra coi còn vải không nè. Còn vải nè. Ôi và... Hết rồi, hết đồ xịn rồi. Giờ thì mình sẽ bắt đầu lướt đồ trong rương nha. Đầu tiên thì sẽ cắm đuốc lên để cho sáng sáng một xíu. Kiểm tra. Cái này cho kiếm Amethyst. Một cây Grasshaw. Kiếm chuột hả? Ok, mấy kiếm lạ thì mình sẽ lấy về nè. Đồ Tiger thì chắc mình sẽ không cần lấy. Một cái Swiss Zoka hả? Swiss Zoka là cái súng mực hả ta? Chưa, để mình bắn thử coi. Hình như là súng mực các bạn ơi. Ừ đúng rồi kìa, bắn ra con mực kìa. Và mỗi lần bắn vậy mình sẽ bị bật lùi các bạn ơi. Ồ vui á. Ui. Ủa kỳ á. Ủa mực mình triệu hồi mà cũng quánh mình nữa hả? Ui gì triệu hồi ra làm gì? Mình triệu hồi xong quánh mình nữa chứ. Phun mực mình đen thui luôn. Rồi bên đây là cái đường hồi nãy. Và giờ cái đường bên đây coi. Cái này lại là đồ Amethyst với đồ Tiger. Đồ Tiger mình chưa có set nào hết đó, nên chắc mình sẽ lấy về thử một set mặc nha. Đây, còn thiếu cái áo nè, cái quần. Ủa, cái ủng chứ. Vậy là mình đã mua được set đồ Tiger luôn rồi đó. Ở đây là Amethyst. Amethyst thì mình sẽ không lấy đâu. Rồi, và cái rương cuối cùng. Nhưng mà khoan, mình sẽ lấy một set đồ đi. Amethyst cái này dùng để chế tạo kiếm không mà, chứ không có công thức gì khác đặc biệt hết các bạn ơi. Đây mình sẽ lấy một set đồ luôn nha. Rồi vậy là lần này mình mang về được 3 set đồ luôn. Amethyst này, Tiger này, cũng như là đồ Experience. Tuyệt vời. Rồi bên đây coi. Cái nón rồi cái quần đâu. Không biết trong đây nó có cái quần không ta. Cái quần Amethyst á các bạn. Không có là mình lại bị thiếu á. Không có rồi, vậy là mình phải lấy thêm những cái Amethyst này rồi. Đây, 7 cái là vừa đủ luôn nè. Rồi, giờ thì mình sẽ xuống tầng cuối cùng nha. Không biết tầng cuối cùng có con gì đây. Ủa? À, tầng này tầng có mấy con bọ. Ui, tầng này thì dễ rồi. Đập, ui. Ui, không dễ nha. Mình chỉ cần đập cái spawner này. Là nghỉ hồi sinh liền. Và mấy con này hôm trước mình tiêu diệt á, thì nó còn rơi ra cho mình một cái cây hammer nữa. Nên bây giờ mình sẽ thử tiêu diệt nó thêm một lần nữa xem như thế nào nha các bạn. Rồi cuối cùng thì mình cũng tiêu diệt hết mấy cái con bọ đó rồi. Giờ thì mình sẽ bắt đầu loot đồ. Ô quả thật như vậy các bạn ơi. Mấy con này là mình có thể farm được những cái cây hammer nè. Mình nhặt một cây về thôi. Và nó rơi ra rất là nhiều thịt luôn. Ủa cái gì nữa đây? Cái màu xanh này. Water Dragon Shark. Ồ cái này giống như là món đồ mà con rồng nước nó rơi ra vậy đó các bạn ơi. Được nha, lại là hammer nữa nè. Rồi và kiểm tra trong rương coi. Trong rương có đồ ruby hả? Cái này ở nhà mình có nè, nhưng mà mình sẽ không lấy đâu, mình sẽ lấy ruby về thôi. Lấy áo nè. Ủa lấy nón chứ. Nón mình sẽ vứt thịt nè. Lấy áo. Ôi vậy là giờ mình không đủ đồ rồi. Tiếc vì ta. Nên thôi đồ ruby đợt sau mình sẽ lấy nha. Mỗi lần đi khám phá vậy thì mình sẽ lấy một set đồ thôi. Rồi giờ thì kiểm tra những cái rương còn lại. Cúp ruby nè. Ôi vậy là hết rồi. Cái tòa tháp này chỉ có 5 tầng thôi các bạn ơi.
một cái oh my god, no don't do it. Cái này thì mình sẽ lấy về thử coi như thế nào. Và giờ thì mình sẽ đi lên trên cũng như là đi tìm thêm một cái tòa thành nữa để farm một ít cái titanium và uranium nugget nha các bạn. Ồ, đi được một lúc thì mình lại gặp được một cái tòa thành khác nè các bạn ơi. Cái này thì có 1, 2, 3, 4, 5 hai cái luôn. Hai có tòa thành một lượt luôn chứ. Và phía dưới này còn có một cái khu vườn nữa nè. Khoan, trên này nó có spawner. Đập spawner trước đã. Ui, chưa đập được. Ui, những cái cây, cái này là những cái cây mà nó bắn mình được. Ủa, cái cây này chắc dùng rìu hay sao ấy, đúng không? Thì đây là một cái cây mà. Mà mình quánh nó mất ít máu lắm luôn á. Nhiều máu mà. Ủa mà sao lúc đánh được, lúc đánh không đánh được ta? Kỳ lạ thiệt, thôi đập cái spawner đi, kệ đi. Ấy dù. Không biết có đường vô không ta? Có đường vô bên đây nè. Để coi nó trồng cái cây gì ở bên trong nhá. Mà ở trên được bảo vệ ghê chứ không biết nữa. Đập mở ra. Cái này cái gì đấy? Ui, đập mất tiêu luôn rồi. Ok, hồi nãy không lấy được hạt giống. Ok, này cũng vậy luôn. Ui, còn có mấy cái cây bị chết nữa kìa. Ủa, cho vô rồi, đừng ra đâu. Thôi mình đập cửa luôn đi. Không cho mình ra, mình đập cửa. Ui, con rồng kìa. Con rồng không có đánh mình các bạn ơi, nhưng mà đại đi đánh mấy cái con vật khác. Không hiểu luôn. Ok. Rồi, giờ thì tiến vào bên trong cái tòa tháp thôi. Cái này có hai tòa tháp hả? Hay là mình đánh tòa tháp màu vàng trước đi, tại vì mình thấy màu vàng khá là đẹp nè. Và độ cao thì nó cũng như nhau, nên mình nghĩ nó cũng không có quá nguy hiểm đâu, giống như tòa tháp cũ thôi các bạn ơi. Rồi, giờ thì đi lên trên thôi. Đây. Và lỗ đâu, đây, chui vô. Hình như phải tìm những cái tòa tháp nào mà phía trên được bảo vệ các bạn ơi. Được bảo vệ bằng những cái con Nightmare thì tòa tháp đó mới nhiều đồ hay sao ấy. Tại vì mình thấy thỉnh thoảng có những tòa tháp như vậy trong thế giới Crazy Craft á. Ui, mấy cái con Mantis này đừng có khều nữa coi. Đi ra, chỗ người ta chui vô mà. Đây, chui vô lỗ. Rồi, tầng này thì có những con khủng long thôi. Ui, chết, hư nổ. xây cua liền. Rồi, xong tiền đây mình sẽ nhét cái xô nước vô đây để có thêm không gian nha. Rồi, con này thì nó rơi ra hạt vàng chứ không rơi ra titanium hoặc là uranium nó ghét các bạn ơi. Tiếc ghê luôn á, nhưng mà thôi kệ đi. Giờ mình sẽ đập cái spawner trước khi tiêu diệt mấy tên còn lại nha. Rồi, đập spawner ra. Mấy cái tầng đầu tiên thì khá là dễ, nó không có làm phiền mình. Còn mấy tầng cuối á, mấy con quái vật vừa khó chịu nè, cũng như là rất là trâu luôn. Rồi, kiểm tra đồ. Nó như thường lệ là những cái đồ emerald thôi, chứ không có đồ gì khác hết á. Nè, lại là đồ emerald nè. Đúng luôn. Thôi giờ mình sẽ xuống cái tầng thứ hai nha. Ui, khoan. Cái này hình như có trong công thức chế tạo nè. Để mình nhặt vô thử coi, vứt hạt vàng ra. Nhặt xuống. Cái này dùng để làm cái phần cán. Và hình như mình cũng có nhà rồi, nhưng mà mình sẽ mang về thêm một cái nữa đi. T-Rex. T-Rex là cái con rơi ra mấy cái đồ titanium cũng như uranium nè. Nên bây giờ mình sẽ đứng ở đây và farm một lúc nha, để có đủ vật liệu và chế tạo nguyên một set đồ ultimate luôn. Hẹn gặp lại các bạn khi mình farm thêm những cái hạt titanium và uranium này nha. Rồi, giờ thì mình đã có được titanium và uranium ingot rồi. Giờ mình sẽ bắt đầu chế tạo luôn nha. Đầu tiên là cái nón ultimate nè. Kế tiếp là cái áo. Rồi, vậy là mình đã full được set đồ ultimate rồi. Giờ thì mình sẽ mặc vào. Ten. Mặc dù nó không có đầy máu các bạn ơi, nhưng mà mình nghĩ nó sẽ mạnh hơn cái set đồ màu hồng hồi nãy. Rồi, giờ mình sẽ thử đáp xuống và chiến đấu với ba trái tim này coi có chết không nha. Mình nghĩ chắc không chết đâu. Đồ ultimate mà dễ gì chết được. Nè. Ui. Ui, bình tĩnh nào. Chết á. Ui, suýt nữa. Tại vì nó mất hết một ít trái tim màu vàng các bạn ơi. Nhưng mà không sao, giờ mình sẽ biến thành thằng tiên để cho có thêm máu lại nè. Rồi sau đó tiếp tục chiến đấu thôi. Đây, thì diệt hết cái đám này. Và lần này mình sẽ đập spawner đi. Mình hết cần rồi. Mình sẽ đập spawner. Rồi, đập ra. Và còn đánh những cái tầng kế tiếp nữa chứ. Thôi vậy là hoàn thành nhiệm vụ chế tạo đồ ultimate rồi đó. Giờ mình sẽ cố gắng đánh chiếm nốt cái tầng của cái tòa tháp này nhá. Đây, thì diệt hết đám này. Và đồ trong rương thì chắc mình nghĩ nó cũng tương tự cái tòa tháp hồi nãy mình đánh thôi, chắc không có đồ gì quý đâu. Bên ngoài thì có mấy con kia nó cứ kêu ẹ ẹ hoài, khổ ghê luôn á. Đây mình sẽ nhặt
nhập cái hạt titanium nè, cũng như là uranium vào lại để có gì mình còn chế tạo thêm nữa. Uranium đâu? Bước ra đi mình cần uranium. Hạt vàng đâu cần? Butter candy hả? Cái hạt giống kẹo gì đó các bạn ơi. Đây đây đây, hình như ở đây có uranium thì phải nè. Đúng không? Đúng luôn, đúng luôn. Ủa đồ hồng như mình nãy mình mới vứt á. Rồi giờ mình sẽ nhặt hết mấy cái này và kiểm tra đồ trong rương. Nó cũng là đồ hồng thôi. Ok, giờ thì chắc mình sẽ đi xuống tầng thấp hơn để coi coi tầng dưới là con gì nhá. Hy vọng là đừng có mấy cái con mà nhảy nhảy á, tại vì trong mấy cái tòa tháp này có tầng sẽ có mấy con nhảy nhảy, con zombie bất á các bạn ơi, mấy con đó. Tầng này không phải zombie bất mà là mấy cái con basilisk. Ui cái này chắc mình bắn gãy cây cung này luôn quá. Rồi chui vô trong nè. Đặt cái spawner ra trước. Đó, rồi giờ thì mình sẽ đứng ở đây và farm hết cái đống basilisk này để coi coi nó có rơi ra những cái đồ gì khác không nha các bạn. Rồi mình đã tiêu diệt hết cái đám này rồi và rơi ra rất là nhiều đồ nè. Giờ mình sẽ xuống đây để nhặt kinh nghiệm thôi. Rồi sau đó mình sẽ kiểm tra đồ trong rương nó là có những món gì nhá. Rồi đầu tiên là cái rương này. Ten ten. Amethyst nữa hả? Thôi để mình nhặt mấy cái amethyst bình thường về thôi. Có gì mình chế tạo cái quần nhá. Và kế tiếp vào cái rương này. Lại là đồ amethyst. Có vẻ chỉ có nhiêu đó đồ thôi các bạn ơi. Và giờ thì chắc mình sẽ đi lên thôi và kiểm tra tầng dưới coi. Tại vì tầng dưới cùng mình thấy nó được rào bằng mấy cái hàng rào sắt á, mà chưa biết bên trong có con gì nữa. Để mình vô đó và kiểm tra thử. Biết đâu lại là một con boss cực mạnh. Và sau khi tiêu diệt mình lại được đồ xịn nữa thì sao? Thế nên giờ mình sẽ xuống dưới và kiểm tra thử nha. Rồi mình đã đột nhập xong rồi các bạn ơi. Và trong này có một cái con vật gì đó 350 máu lận. Ui con bồ cạp, con bồ cạp. Ui chết rồi, mình lọt vô hang bồ cạp rồi. Nhưng mà không sao, mình sẽ dùng cung và tiêu diệt. Sau đó đập cái mấy cái spawner nhá, để con to nó xuất hiện ngoài luôn á. Đây, tranh thủ nha. Mà không biết con bồ cạp này rơi ra món đồ gì ta. Chưa, để mình tiêu diệt trước một con coi, để coi nó rơi ra món đồ gì. Nếu mà rơi ra đồ tốt thì mình sẽ đứng ở đây và farm luôn. Có vẻ mấy con bồ cạp này không rơi ra đồ tốt rồi các bạn ơi. Nó chỉ có kinh nghiệm và một ít mấy cái hạt titanium và uranium thôi. Nên chắc mình sẽ bỏ qua đi, không đánh ở đâu. Bị nó đánh hoài một hồi hư giáp hết trơn thì phí lắm. Rồi giờ thì mình sẽ tìm một cái ổ kiến rồi sau đó mình sẽ trở về nhà nha các bạn. Như vậy sau chuyến khám phá thế giới kiến lần này thì mình đã có thêm những cái vật liệu để có thể chế tạo những bộ phận của thanh kiếm Big Beta rồi. Nhưng mà vẫn còn thiếu một vài thứ các bạn ơi. Nhưng mà không sao, sắp tới thì mình sẽ farm nốt những thứ còn lại để có thể chế tạo thanh kiếm đó nha. Và cũng đã rất là lâu rồi, từ ngày mà mình triệu hồi ra cái con rồng mà The King ấy, mình vẫn chưa có trở lại đó xem nó như thế nào. Và trong ngày hôm nay với full set đồ Ultimate này và cây cung cũng như là kiếm Ultimate thì mình sẽ trở lại đó để xem coi con rồng nó còn không nha. Hôm trước mình triệu hồi nó đâu tầm hướng đông nè các bạn ơi. Để giờ thì mình sẽ biến thành con bướm và bay qua bên đó luôn nha. Hy vọng rằng nó không có despawn. Và mình không hiểu tại sao ở xung quanh này nè có rất nhiều cái rương được treo lên như vậy. Và trong rương thì chỉ có một cây kiếm, một trái táo vàng và những cái chai kinh nghiệm thôi. Không hiểu sao luôn á. Nhưng mà kệ đi, giờ thì mình sẽ trở lại cái khu vực của cái con rồng nha. Rồi mình đã trở lại khu vực của cái con rồng The King rồi nè. Ui nó tàn phá kinh khủng luôn á các bạn ơi. Nó đốt cháy gần hết cái tán rừng rồi nè. Và nó 7000 máu. Ui gục bắn chừng nào mới chết nó đây. Nó còn hồi máu được nữa. Cái này cho mình 20 cái cây cung ultimate như vậy nè. Mình bắn liên tục ha, trong vòng 1 tiếng đồng hồ mới chết nó chưa nữa. Mình nghĩ chỉ có cây kiếm Big Beta 500 đam này mới đủ khả năng mà gây đam cho nó thôi á. Chứ mình mà bắn ít đam như vậy nó hồi máu lại được hết trơn à. Ui vậy là còn lâu thì mình mới có thể tiêu diệt được con rồng này. Nhưng mà không sao, hãy đợi đấy con rồng kia. Khi nào mình mạnh lên á thì mình sẽ trở lại và tiêu diệt nó luôn. Này thì dám hoành hành trong thế giới của mình hả? Mình không hiểu sao một cái lucky block nhỏ xíu luôn á mà lại triệu hồi ra một con quái vật khủng khiếp như vậy. Giờ tạm thời cho nó nghỉ ngơi và chơi đùa ở đó đi. Và mình sẽ tiếp tục đi khám phá xung quanh này coi có cái gì đặc biệt không nha các bạn. Đi một lúc thì mình lại gặp được một con cua cũng như là một cái thuyền hải tặc nè. Giờ mình sẽ ghé qua và hỏi thăm cái tên hải tặc trong thuyền này nhá. Đâu hải tặc đâu? Hình như cái tên đó ở trên cái phòng cao nhất này nè các bạn ơi. Rồi hello. Còn tỏ ra cái icon mặt trầm trồ nữa hả? Được đấy anh bạn. Rồi chiến đấu như một người đàn ông nào. Đâu rồi đâu, tàn hình hả? Chiến đấu như một người đàn ông nào. Ui
Chạy hả? Chạy nè. Thuyền trưởng mà chạy. Thuyền trưởng mà núp. Ủa? Thuyền trưởng nè. Thuyền trưởng nè. Rồi uống thuốc đi bạn, uống thuốc đi. Uống thuốc đi nào, đầy máu đi nào. Ui, hồi ít máu thế. Hồi máu đi. Ui, giờ mình đánh tên thuyền trưởng này không kịp hồi máu luôn rồi. Hình như hắn đang sợ sao có người phân thân ra quá trời kìa. Để mình tiêu diệt nốt mấy phân thân đi. Và bye bye. Rồi, mình nhặt thêm được một cây kiếm Ninja Danger. Và ở đây thì có một cây Diamond Grey Sword. Cũng như là một ít cái khoáng sản cần thiết thôi. Ok, mình sẽ lấy về và được thêm một cái túi nữa. Tạm thời mình sẽ lấy cái túi luôn. Và kiểm tra nốt hai cái đường còn lại trong cái thuyền này. Ồ, kim cương và một cái nguyên tố lửa hay sao nè. Ồ, hình như cái nguyên tố lửa này để gắn vô cây gậy gì á các bạn ơi. Đúng không ta? Nó không có công thức chế tạo luôn á. Kệ, mình sẽ mang về đi. Và cái rune cuối cùng. Cái này là nguyên tố vật lý hả? Nguyên tố vật lý. Rồi kệ, lấy về luôn. Và được một cái teleport stone. Một xíu thì mình sẽ dùng cái teleport stone này cho các bạn xem luôn nha. Còn giờ thì mình sẽ tiêu diệt nốt mấy tên tỷ thủ trên cái thuyền này cái đã. Để không thôi mấy tên này sẽ lộng hành á. Rồi. Mấy tên, ui. Mấy tên này khỏe vậy. Kiếm ulti may của mình không thể one shot luôn nè. Chắc tại do bộ giáp kim cương mấy tên này mặc á. Này thì mặc giáp kim cương nè. Rồi kế tiếp, kế tiếp. Ui, ở đây là thủy thủ trên thuyền toàn mặc đồ kim cương luôn. Wow, cái thuyền này hơi bị giàu nha. Nhưng mà đồ trên thì không được tốt cho lắm. Đáng ra phải cho mình đồ việc gì viết viết hơn mới được á chứ. Rồi, giờ thì tiêu diệt nó thôi. Phòng này không có chứa rương. Hình như nó sẽ có một cái căn phòng chứa rương đó các bạn ơi. Hình như cái phòng ngủ thì phải. Đúng không? À đúng rồi, đây đây đây, phòng ngủ nè, phòng ngủ nè. Và tiêu diệt nó với tên này. Ui da, phòng ngủ đông quá. Đi ra chỗ khác đi. Đi ra chỗ khác. Rồi, xong. Giờ thì mình sẽ lướt đồ thoải mái luôn. Cái này có thức ăn. Có đuốc. Ớt sắt. Ủa, không có kim cương luôn hả? Mình lại đây mình chỉ vơ vét kim cương thôi. Mà không có kim cương rồi. Có emerald nè, lấy tạm cũng được. Vậy là không có kim cương rồi các bạn ơi. Cái thuyền này nghèo quá hả? Nên thôi chắc mình sẽ tạm thời bỏ qua và tha cho những cái tên thủy thủ còn lại nha. Đừng có lộng hành ở đây là được. Rồi giờ thì mình sẽ tiếp tục đi khám phá thôi. Thì ra đây là cách mà mấy tên hải tặc giấu mấy cái thuyền mình à. Vui vậy, toàn là giấu trong cái vách núi thôi. Và đằng này còn có một cái spawner của con gì nữa nè. Hình như con ong hả? À không, con mantis. Wow wow wow, farm mantis cũng được luôn. Được á nha, được á nha. Rồi giờ mình sẽ lại đây cho nó xuất hiện ra để mình farm thôi. Nó quá trời mantis luôn nè. Wow, xuất hiện lần một đàn luôn. Và mấy con này nó rơi ra cũng khá là nhiều đồ các bạn ơi. Kim cương và kinh nghiệm cũng như là tiền. Rồi giờ mình sẽ farm hết. Và thỉnh thoảng nó còn rơi ra mấy cái xanh xanh này nữa nè. Là cái cần thiết để mình có thể chế tạo một cái bộ phận của thanh kiếm Big Beta. Rồi giờ thì nhặt kim cương và kiểm tra rương trong này thôi. Mình sẽ chờ khoảng một cái spawner nhá. Để có gì cần thì mình sẽ trở lại farm. Được một cái đồ Tiger. Kim cương nè. Còn gì nữa không? Có mấy quả trứng spawn ra của Mantis luôn hả? Nếu mà mình spawn ra thì nó có là bét của mình không? Chờ để mình thử ra coi. Ui, không. Mình tự spawn nó cũng quánh mình à. Chứ không phải mình spawn ra là nó là bét của mình các bạn ơi. Vậy spawn ra làm gì? Thôi không chơi nữa. Giờ mình sẽ ghé qua cái khu vực bên đây coi. Nó có một cái khối vuông hình logo Mojang nè. Để mình vô trong coi bên trong này có cái gì nha. Ui, nhà của ai ấy, mình thấy tên nè. Notch. Nhà của Notch các bạn ơi. Ôi, nay mình gặp nhà của Notch luôn. Dinnerbone. À, Dinnerbone là khi mà mình đổi cái tên thành Dinnerbone á thì mọi thứ sẽ bị đảo ngược giống như là cái anh này nè các bạn ơi. Và đây là Notch nè. Rồi kiểm tra coi. Wow, nhà Notch có tiền cũng như là một ít cái đồ bình thường thôi. Có hắc diêm thạch nữa, mình sẽ lấy về luôn đi. Sao toàn hắc diêm thạch không vậy? Kỳ lạ thiệt á, nhà Notch mà ít kim cương lắm luôn á. Một rương gì có một hai viên thôi hà. Và một cái giường mà hai người luôn hả? Một cái giường mà hai người. Vậy là tối hai này ngủ chung rồi. Ok, kệ đi, để cho mấy này ngủ ở đây đi. Và giờ thì mình sẽ tiếp tục đi tiếp một đoạn nữa nhá. Đi được một đoạn thì mình gặp được một cái lucky block cũng như là một cái dungeon gì nè. Để vào trong đây mình kiểm tra luôn coi. Wow, có rương. Ngọc Ender và một cái file Rosia. Thôi mình sẽ vứt tiền ra để lấy Ngọc Ender và vàng đi. Phía dưới này
Ủa spawner con gì á? Ủa spawner cái cây hay gì á? Ủa ai quánh mình ta? Ủa ai quánh mình nữa? Ừ, kỳ lạ thiệt, kỳ lạ thiệt. Ui, kè là tành. Ủa zombie chứ? Zombie nè. Ui ai mà quánh mình ghê vậy? Ủa đây là một cái dungeon các bạn ơi. Nhưng mà đồ thì mình thấy bình thường thôi, thì mình sẽ không đi đâu. Rồi mình sẽ tìm cách đi lên trên trước cái đã. Ủa nãy mình xuống đường này đúng không? Giờ trở lại bằng đường này luôn đi cho nó tiện. Và ở trên này còn có cái Lucky Block nữa. Mình sẽ lên trên và đập cái Lucky Block đi, để không thôi một hồi quên á. Ai cứ gịch gịch mình xuống hoài ta. Mấy con đó kỳ ghê luôn á, người ta không muốn ở lại rồi mà. Đây, đây là Lucky Block nè. Ui. Ui, mình đập một phát cao quá trời mấy con island nè. Ồ, nguy hiểm thiệt á. Thôi thôi thôi, không chơi nữa. Và đây, lâu lắm rồi nè, mới gặp cái anh xài vàng giả. Rồi, vô chọn anh một cái coi. Ui, ui, ui. Rồi, vô nha. Hello, Sky the Kid. Anh này là anh xài vàng giả đúng không? Vẫn như ngày nào, anh vẫn xài vàng giả các ông ơi. Thôi, mình sẽ đặt lại cho anh đi. Đây, đặt lại cho anh nè. Ơ, sao mình đặt không được ta? Kỳ lạ thiệt á. Ồ, ở dạng bướm thì mình sẽ bị lệch ô ấy, nên đặt rất là khó luôn các bạn ơi. Và trong rương ảnh thì chỉ có mấy cái thứ bình thường thôi hả. Thôi chắc mình sẽ đi tiếp luôn đi. Khi nãy thì mình có nhặt được một cái teleport stone nè. Giờ thì mình sẽ dùng thử sẵn đó cho các bạn biết công dụng của nó như thế nào nhá. Rồi giờ mình sẽ niệm một xíu nè. Giờ thì đợi cho nó đầy cái thanh dịch chuyển và... Ten ten. Ui. Hứ? Hình như nó dịch chuyển vô cái điểm mình cầm nó hay sao ấy. Ôi cái này dịch chuyển kỳ vậy. Mình cứ tưởng là nó dịch chuyển tới cái điểm. À quên nữa, hồi nãy mình ngủ xong mình đập cái giường mà ta. À chắc là nó không có lưu được cái chỗ spawn nhất định ấy, nên nó chỉ dịch chuyển được cái chỗ đầu tiên mà mình cầm cái sao son này thôi. Ừ, chắc vậy rồi. Ơ và đây có ổ kiến gì, con kiến gì nè. Cái con này là Annex bình thường thôi à. Ở trong đây tới 4 loại kiến là các bạn ơi, nên mình cần phải kiểm tra thật là kỹ. Cái nest đó thì mình có rồi, nhưng mà mình sẽ mang thêm một cái... Ui ra kiến rồi nè. Rồi kệ đi, giờ chắc mình sẽ trở về nhà luôn nha các bạn. Dùng cái dịch chuyển này đi cho chắc cú. Rồi dịch chuyển về nhà nè. Và tổng kết trong ngày hôm nay á, thì mình đã hoàn thành được một bộ đồ ưu tiên may rồi. Quần và ủng của mình nó cũng rần hư, nhưng mà hôm sau sắp tới mình sẽ sửa hoặc là chế tạo một bộ mới. Và ngoài ra mình cũng có một chuyến khám phá xung quanh này và tìm được khá là nhiều đồ cần thiết nha. Trong thời gian sắp tới thì mình sẽ bắt đầu những chuyến khám phá và chế tạo những món vũ khí tốt hơn nhá. Và cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những tập tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.